Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Ngọc Trâm. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức buổi tối. Và ngay sau đây là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đàm phán EU và Anh vẫn còn nhiều gian lao trước mắt. Bắc Kinh lên án Hoa Kỳ đàn áp doanh nghiệp Trung Cộng. Giới chức Đức quay phim nhà kho nơi chứa vaccine COVID-19. Ba cựu tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng chuyên chở vaccine. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tin thế giới đầu tiên với Kiều Trâm. Quý vị, bản tin thế giới cho biết đàm phán giữa EU và Anh vẫn còn nhiều gian lao trước mắt. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu cho biết vào sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 12 rằng Liên minh Âu Châu vẫn đang đàm phán một thỏa thuận thương mại với Anh, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào có thể có được giữa các nhà đàm phán vẫn cần phải được 27 quốc gia thành viên thông qua. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel cho biết trong vài ngày tới thì khối sẽ biết điều gì xảy ra tiếp theo và cuộc họp từ xa của 27 nhà lãnh đạo vào ngày 10 và 11 tháng 12 sẽ đưa ra quan điểm về những diễn biến mới nhất. Tính cho tới nay, một thỏa thuận về mối quan hệ tương lai giữa EU và Anh vẫn chưa đi tới hồi kết. Ông cũng cho ban biết điều hành của khối, Ủy ban Âu Châu hiện đang đàm phán với Anh thay mặt cho 27 nước EU sẽ thông báo cho các nước thành viên về kết quả đàm phán sau khi được kết thúc. Thưa quý vị, Bắc Kinh đã lên án Hoa Kỳ đàn áp doanh nghiệp Trung Cộng. Vào ngày thứ Sáu 4 tháng 12, Trung Cộng cho biết là họ đã kiên quyết phản đối hành động đàn áp của Hoa Kỳ đối với các công ty Trung Cộng và yêu cầu Hoa Kỳ ngừng lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia. Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Trump đã thêm SMIC và CNOOC của Trung Cộng vào danh sách đen của Bộ Quốc phòng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Chung-jin đã nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng việc này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích và hình ảnh của Hoa Kỳ. Xin nhắc lại, Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm 3 tháng 12 đã thêm nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Cộng SMIC và gã khổng lồ dầu khí CNOOC vào danh sách đen các công ty quân sự Trung Cộng bị cáo buộc. Đây là động thái có khả năng làm leo thang căng thẳng giữa Washington với Bắc Kinh. Giới chức của Đức quay phim nhà kho nơi chứa vaccine COVID-19. Bang Hessen miền Trung của nước Đức vào thứ Sáu ngày 4 tháng 12 đã mở cửa và quay phim một nhà kho nơi sẽ lưu trữ tập trung những liều vaccine COVID-19 do nhà sản xuất dược phẩm BioNTech của Đức cung cấp. Các vaccine sẽ được giữ trong những chiếc tủ lạnh siêu lạnh có khả năng hạ nhiệt độ xuống âm 80 độ C hay là âm 112 độ F. Vị trí của nhà kho sẽ được giữ bí mật. Theo các kết quả nghiên cứu, loại vaccine này của Đức được cho là có tỷ lệ thành công 95%. Trong khi đó, ngày thứ Tư, ngày 2 tháng 12, Anh cũng đã phê duyệt vaccine COVID-19 của hãng thuốc Đức và chuẩn bị đưa vào tiêm chủng cho người dân. Động thái này của Anh được cho là dẫn đầu phần còn lại của thế giới trong cuộc đua bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà quan trọng nhất trong lịch sử. Thưa quý vị, Nga đã triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 đại trà. Các giáo viên Nga đã được tiêm vaccine COVID-19 vào ngày thứ Năm 3 tháng 12, khi nước này thông báo bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng tự nguyện với quy mô lớn chống lại virus corona. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tiêm chủng cho giáo viên, nhân viên môi giới và nhân viên xã hội bắt đầu vào tuần tới trên toàn nước Nga. Ông Putin cũng cho biết rằng Nga sẽ sản xuất 2 triệu liều vaccine trong vòng vài ngày tới. Một bệnh viện ở Domodedovo, một thị trấn thuộc vùng Moscow đã cho biết 100 bác sĩ của họ đã được tiêm 2 mũi vaccine và hiện nay vaccine không chỉ được cung cấp cho giáo viên mà còn cho công chúng. Sputnik V là một trong 2 loại vaccine do Nga sản xuất đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý trong nước cho đến nay, mặc dù các thử nghiệm lâm sàng chưa hoàn thiện. Một loại vaccine thứ 3 cũng đang được hoàn thiện. Anh thiết lập các biện pháp kiểm soát biên giới giữa Pháp và Anh. Thủ tướng Pháp John Castex vào thứ Năm ngày 3 tháng 12 đã đến thăm thành phố Calais miền Bắc của nước Pháp để xem xét các biện pháp kiểm soát biên giới cần thiết lập khi mà Anh rời Liên minh Âu Châu.
Castex đã tham quan đường hầm Eurotunnel và thảo luận với các quan chức về các biện pháp đảm bảo an toàn, nơi được cho là một con đường nguy hiểm đối với người di cư vào Vương quốc Anh. Theo đó, thì Anh và Pháp vào tuần trước đã ký một thỏa thuận mới nhằm cố gắng ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche, tăng cường tuần tra và thiết bị soi quét. Giới chức hai bên cho biết họ hy vọng sớm có thể đóng cửa tuyến đường nguy hiểm này, nơi mà người di cư thường cố gắng đến Vương quốc Anh trên những con thuyền nhỏ. Trong khi đó, thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh mà Vương quốc Anh và EU vẫn đang bế tắc trong cuộc đàm phán hậu Brexit sắp tới hạn khi Anh ra khỏi EU vào ngày 31 tháng 12. Thưa quý vị, NRC mở trường học tạm thời ở Umrakuba cho trẻ em tị nạn Tigray. Trẻ em tị nạn từ Tigrayan đã tham gia các lớp học ở trại tị nạn Umrakuba của Sudan vào ngày thứ Tư ngày 2 tháng 12, sau khi chạy trốn bạo lực đang diễn ra ở nước láng giềng Ethiopia. Ngôi trường tạm thời do Hội đồng Người tị nạn Na Uy NRC dựng lên chỉ cách biên giới Ethiopia 70 km, tương đương với 43 dặm, đã đi vào hoạt động trong vòng chưa đầy 5 ngày, với hy vọng sẽ giúp cho việc giáo dục hơn 700 trẻ em hiện đang sống trong trại. Hội đồng cho biết là trại này hiện đang tiếp nhận 10.000 người tị nạn đến từ Ethiopia phải di dời do xung đột. Điều kiện ở Umrakuba rất khắc nghiệt, khiến cho nhiều người mới đến phải trú ẩn tạm dưới những tán cây và dựng lều làm từ gậy và tấm nhựa. NRC cho hay, ưu tiên hàng đầu của tổ chức hiện nay là xin phép quyền tiếp cận Tigray, nơi mà họ có 100 đồng nghiệp đang hoạt động mà họ không thể hỗ trợ được. Xin nhắc lại, hàng ngàn người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra ở Tigray vào đầu tháng 11, nơi mà chính phủ thủ tướng Abiy Ahmed đang cố gắng dập tắt một cuộc nổi dậy của mặt trận giải phóng nhân dân Tigray. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết Trung Cộng đã kêu gọi Hoa Kỳ thả giám đốc tài chính Huawei. Trung Cộng nhắc lại trong một cuộc họp báo thường kỳ vào thứ Sáu ngày 4 tháng 12 rằng giám đốc tài chính Huawei Mạnh Văn Chu vô tội, thúc giục Hoa Kỳ nên trả tự do cho bà. Bà Mạnh, 48 tuổi, bị bắt tại Canada vào tháng 12 năm 2018 theo lệnh của Hoa Kỳ. Bà hiện phải đối mặt với cáo buộc gian lận ngân hàng do những giao dịch kinh doanh của Huawei Technologies tại Iran, vốn phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tin cho Reuters biết, các công tố viên Hoa Kỳ đang thảo luận về một thỏa thuận với luật sư của giám đốc tài chính Huawei có thể giải quyết các cáo buộc hình sự chống lại bà, báo hiệu một kết thúc tiềm năng cho một vụ án vốn làm căng thẳng quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Cộng và Canada. Theo đó, các cuộc đàm phán giữa các luật sư của bà Mạnh và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào một tháng trước, nhưng vẫn chưa rõ loại thỏa thuận nào có thể được thực hiện. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.